bao hay bánh bèo? Có ba loại. Loại nào quẩy, bánh bao với lại bánh bèo. À. Các bạn, mình đi qua đây mình thấy chú bán bánh tiêu á, nên là mình sẽ mua mấy cái bánh tiêu của chú này. Đây là chú đang chiên bánh gì hả chú? Bánh bao. Bánh bao chiên hả chú? Đúng rồi. Bánh bao chiên này bao nhiêu một cái chú nhỉ? 4.000. 4.000 một cái. Dạ ơi. Rồi về anh lấy cho em ba cái bánh tiêu với ba cái bánh bao nha. Tí bánh chiên bánh bao xong. Đi qua cái chợ Hiệp Bình này các bạn. Chú mua bánh chưa? Đây là bánh tiêu rồi các bạn. Bánh cao hơn tiêu chú ạ? Dạ 12.000. Bánh tiêu cũng 4.000 hả chú? Đồng giá hết. Ôi bánh tiêu chú bán 4.000 là lẻ á. Nhiều chỗ là bán 6.000. Bánh bao chú là rẻ nhất. Dạ. Là chú lợi ích. À, bánh bao chú cũng tự làm hết luôn hả chú? Đó, đó. Mới làm xong. Dạ. Mới bắt xong. Máy chồng sinh nó công nhân mà. Nhân trứng cút với này, nhân thịt hả chú? Đúng rồi, đúng rồi, đây nhưng mà chứ không có nhân cút sắt. Dạ. Chú bán từ xưa giờ lâu rồi, bán bên kia rồi, bán 20 mấy năm rồi. Dạ. Chú bán 20 mấy năm hả chú? Bên à. À, chú về đây lâu chưa? Hả? Chú về đây bán lâu chưa? Giờ đây bán cũng mấy năm rồi. Dạ. Chào ơi. Người chiên. Chiên xíu là nó vàng đẹp quá trời luôn. Chú bán có hai loại đấy hả? Dạ, có ba loại. Loại nào nữa? Quẩy, bánh bao với lại bánh tiêu. À. Bánh quẩy nó không có hả chú? Hôm nay không có bánh quẩy hả chú? Vì nó chiên một lúc là nó bắt đầu nó vàng rồi các bạn ơi. Vì nó hấp dẫn nè. Lát nữa mình sẽ ăn coi bên trong nó hấp dẫn như thế nào. Mình ăn kèm với tương ớt hay gì không anh? Hay là ăn không? Không anh ạ, ở trong nó có gia vị nặng. À. Hơi ngạc nhiên luôn á, mà chú kêu cái bánh bao, cái bánh tiêu bây giờ mà mới còn có 4.000, vẫn là 4.000. Giá bình dân cho mấy anh công nhân với chị công nhân đồ ăn nó hợp lý. Dạ. Nó bắt đầu nó vàng đều rồi đó. Mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Dạ, thường thì từ 9 giờ rưỡi cho tới 8 giờ. Dạ, 8 giờ tối á. Tối mình có đưa ra ngoài không? Chứ em thấy ở trong này nó hơi khuất. Dạ, tại hiện tại giao dịch á, nên tạm để xe trong đây với đường để phía ngoài. Ừ. Thì em thấy nãy đi qua một lần em thấy đang có bánh tiêu, thế chú kia đang mua. Này các bạn, bánh tiêu đây này. Còn mình ba cái đây, còn nóng nguyên luôn à. Bánh tiêu nhìn rất to nhá. Có 4.000 một cái. Mình mua mỗi loại 3 cái ăn. Chỉ có một chảo như thế này thôi. Cái này làm mất nhiều thời gian không anh? Cũng mất nhiều công đoạn. Hấp dẫn nè. Rồi mình sẽ qua đây mình coi chú nào. Đây là chú nào? Chú làm bánh này là bánh tiêu hay bánh bao chú? Tiêu. Bạn coi chú làm bánh tiêu nha. Bột nó dẻo quá trời dẻo luôn. À, chú làm là anh chiên thôi hả chú?
chú cứ làm là anh này anh chiên cho chú. Nó cũng biết làm với chú rồi. Dạ. Anh con trai chú hả? Cháu. Cháu à, dạ. Cái đó là cái bột chiên giòn hả chú? Không, bột bình thường bình. Dạ. Cái nào bột chiên giòn? À, cái này là cái mè, cái mè. Mè. Còn đây là bột mì bình thường hả chú? À, đấy là cái mè các bạn ạ. Mình nhìn mình không có nhận ra là mè trắng. Mè trắng nhưng tí nữa chú vo ra là nó phủ ra lớp bên ngoài. Bán bánh tiêu nữa chạy. Ở chú bán cũng trễ quá hả chú hả? Sớm qua bữa là tới 11, 12 giờ chú mới ra. Dạ. Hôm nay đại diện sớm đi sớm với đường thờ rất là nhiều người họp dạ. Có bán. Nhưng mà nhà chú thì ở khúc này luôn hay là chỗ này nè? Ở bên chỗ trước á. Dạ. Coi chú bắt đầu chú chiên. Đây các bạn, cái bánh bao mà đã chiên xong rồi này. Đó, chiên xong nó như thế này. Thì nó vàng ươm luôn á. Năm cái chú ơi. Chỉ như là 5 cái. Cách nào vậy? Hôm nay nhà bọn chưa làm lại. Bốn đứa gì ạ? Đây các bạn, cái quán của chú thì ở phía bên trong như thế này này. Địa chỉ là số 58 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức nha các bạn. Đấy, có một xe như thế này thôi nhưng mà chú bán là mấy chục năm rồi. Mười bánh bao, hai bánh tiêu. Nhiều anh chị mua luôn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Nếu như các bạn đi qua đường Hiệp Bình thì mình có thể ghé số địa chỉ 58 đường Hiệp Bình, khu phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nha các bạn.